Các em thân mến, để chuẩn bị cho các em làm tốt các bài kiểm tra cuối năm, hôm nay thì đã hướng dẫn cho các em làm đề kiểm tra cuối năm môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đề số 1, phần trắc nghiệm, quanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1, số gồm 607 đơn vị được viết là. Ở đây chúng ta thấy số gồm 600, vậy hàng trăm là 6, hàng chục không có là 0, hàng đơn vị là 7. Vậy ta sẽ chọn đáp án là 607. Đáp án đây là đáp án B. Câu 2, số bị chia là 18, số chia là 2, vậy thương bằng bao nhiêu? Muốn tìm thương, ta lấy số bị chia cho số chia, lấy 18 chia 2 được 9. Vậy đáp án ở đây chính là C. Câu 3, dựa vào bảng thu thập dưới đây, bạn nào cao nhất? Tên, chiều cao. Nam cao 175 cm, Hà cao 168 cm, Sơn cao 155 cm, Mai cao 162 cm. Trong bảng thu thập này, người ta yêu cầu chúng ta tìm xem bạn nào cao nhất. Có nghĩa là chúng ta cần phải so sánh bốn bạn này. Để so sánh, chúng ta thấy tất cả các số ở đây đều là số có ba chữ số, hàng trăm là một, tất cả đều là một bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang so sánh hàng chục. 7, 6, 5, 6, 7 là số lớn nhất. Vậy bạn nam cao 175 cm, tức là bạn nam cao nhất. Vậy đáp án ta chọn là đáp án A. Câu số 4, hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? Các bạn thấy ở trong hình này thì có chia thành 3 hình nhỏ. Hình màu vàng là hình tứ giác, hình màu đỏ cũng là hình tứ giác và hình màu xanh cũng là hình tứ giác. Như vậy có 3 hình nhỏ. Bây giờ chúng ta ghép hai hình lại với nhau. Hình đỏ với hình xanh ghép lại với nhau, ta được hình tứ giác. Vậy ta được một hình thứ tư. Và ghép cả 3 hình lại với nhau, ta được một hình nữa. Đó là hình thứ năm. Như vậy đáp án là 5 hình tứ giác. Tổng của 459 và số liền sau, số chuẩn trăm nhỏ nhất có 3 chữ số là bao nhiêu? Vậy chúng ta trước tiên là phải xác định rằng số tròn trăm nhỏ nhất có 3 chữ số là số nào. Vậy số tròn trăm nhỏ nhất có 3 chữ số là 100. Số liền sau của nó là 101. Tổng là phép tính cộng. Ta lấy 459 cộng 101 bằng 560 và đáp án của chúng ta là đáp án D. Câu 6. Con chó cân nặng 15 kg, cân nặng của mỗi con thỏ như nhau. Mỗi con thỏ cân nặng là bao nhiêu? Bây giờ các bạn hãy quan sát vào hình ở trong màn hình. Các bạn thấy con chó cân nặng bằng 3 con thỏ. Vậy 3 con thỏ này cũng cân nặng 15 kg. Vậy chúng ta cần đi tìm cân nặng của mỗi con thỏ. Vậy ta lấy tổng số kg của 3 con thỏ là 15 kg. Sau đó chúng ta chia cho 3, 15 chia 3 được 5. Vậy đáp án ở đây là 5 kg. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tự luận. Ở phần này bài điểm. Bài 1 đặt tính rồi tính. Câu này được 2 điểm. Có 4 phép tính, chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từng phép tính. Lưu ý, để thực hiện tính các bạn cần phải đặt tính sao cho thẳng cột, các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. 41 trừ 28. 1 không trừ được 8, ta lấy 11 trừ 8 bằng 3, viết 3, nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3, 3 trừ 2 bằng 1, kết quả là 13. Tiếp theo, 57 cộng 19. 7 cộng 9 bằng 16, viết 6, nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, 6 cộng 1 bằng 7, viết 7. Phép tính tiếp theo, 752 trừ 428. 2 không trừ được 8, ta lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4, nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. 7 trừ 4 bằng 3, viết 3. Như vậy ta được kết quả là 324. Phép tính tiếp theo, 137
cộng 281. 7 cộng 8 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, 4 cộng 1 bằng 5, viết 5. 1 cộng 2 bằng 3, viết 3. Như vậy ta được kết quả là 355. Bài 2, tính 1 điểm. Để làm bài này, các em làm như sau. Ta thực hiện phép tính 222 cộng 418. Được kết quả bao nhiêu? Chúng ta thực hiện tiếp, thực hiện phép tính trừ cho 350. Và kết quả chúng ta tìm được là 290. Các bạn có thể sử dụng đặt tính ra nháp để chúng ta làm cho nó cẩn thận. Phép tính tiếp theo, 565 mét trừ 127 mét cộng 81 mét. Các bạn thực hiện phép tính trừ trước, lấy 565 mét trừ 127 mét, được kết quả là bao nhiêu? Chúng ta cộng với 81 mét và kết quả chúng ta được là 519 mét. Bài 3, số. Ở bài số 3 điền số, bài này chúng ta được 1 điểm. 2 nhân với bao nhiêu bằng 14? Để làm được, các bạn phải sử dụng bảng nhân. Ta thấy 2 nhân 7 bằng 14, vậy ta điền kết quả đây là 7. Hoặc chúng ta có thể làm cách khác, làm phép tính ngược của phép tính nhân là phép tính chia, lấy 14 chia 2 bằng 7 cũng được. Tiếp theo, 5 nhân ô trống bằng 40. Dựa vào bảng nhân 5, ta có 5 nhân 8 bằng 40. Ta điền kết quả ở đây là 8. Dựa vào bảng chia 5, ta thấy 35 chia 5 bằng 7, ta điền kết quả ở đây là 35. Hoặc ta có thể sử dụng phép tính ngược của phép tính chia để đi tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia, 7 nhân 5 bằng 35. Ở phép tính tiếp theo, chúng ta cũng dựa vào bảng chia 2. Ta thấy ô trống chia 2 bằng 8. Vậy đây, ô trống đây chính là 16 chia 2 bằng 8. Hoặc để tìm số bị chia, chúng ta lấy thương nhân với số chia, ta sẽ lấy 8 nhân 2 bằng 16. Như vậy chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 3. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4 điền dấu lớn bé bằng. Bài này chúng ta được 1 điểm. 10 mét chia 2, ta được kết quả là 5 mét. Bên này là 340 cm cộng 160 cm và đơn vị ở đây là cm. Vậy chúng ta lấy 340 cm cộng 160 cm, chúng ta sẽ được kết quả là 500 cm. Và chúng ta cần phải đổi ra, ở đây 5 mét chúng ta cũng đổi ra là 500 cm. Phép tính bên này, bên phải, ta tìm được kết quả là 500 cm. Vậy ta thấy 500 cm với 500 cm là bằng nhau, ta điền ở đây là dấu bằng. Tương tự như vậy, ở với bên phải, chúng ta lấy 563 cộng 209 bằng 772. 835 trừ 163, ta được kết quả là 672. Như vậy ở đây chúng ta sẽ so sánh hai số này, 7 lớn hơn 6, các bạn điền dấu lớn. Bài tập số 5, để về đến nhà, Kiến cần đi qua quãng đường dài bao nhiêu mét? Bài này được 1 điểm. Kiến cần đi qua quãng đường dài là, vậy để tìm được quãng đường Kiến đi, chính là chúng ta tính độ dài của đường gấp khúc mà Kiến đang đi. Vậy ta sẽ thực hiện phép tính như sau. Các bạn lấy 125 cộng 245 cộng 130 bằng 500 cm. Ở đây người ta hỏi quãng đường dài là dài bao nhiêu mét, vậy ta phải đổi 500 cm ra mét. 100 cm bằng 1 mét và 500 cm ta đổi được 5 mét. Vậy điền kết quả cần điền đây là 5. Chúng ta chuyển sang bài tập số 6. Vụ này nhà My thu hoạch được 455 kg khoai tây, nhiều hơn vụ trước 92 kg. Hỏi vụ trước nhà My thu hoạch được bao nhiêu kg khoai tây? Bài này chúng ta được 1 điểm. Bài toán này cho biết gì? Bài toán này cho biết vụ này nhà My thu hoạch được 455 kg khoai tây. Và bài toán này cho biết là vụ này nhiều hơn vụ trước 92 kg. Và người ta hỏi là vụ trước nhà My thu hoạch được bao nhiêu kg khoai tây. Vụ trước chúng ta chưa biết, nhưng ta biết vụ này nhiều hơn vụ trước 92 kg, có nghĩa là
vụ trước ít hơn vụ này 92 kg. Như vậy ta sẽ thực hiện phép tính trừ lấy số kg thu hoạch được trong vụ này trừ đi số kg thu hoạch được nhiều hơn. Vậy ta làm như sau. Bài giải: số kg khoai tây nhà My thu hoạch vụ trước là, các bạn sẽ lấy 455 trừ cho 92 và bằng 363 kg, đáp số 363 kg. Như vậy vừa rồi là thầy giáo đã hướng dẫn các bạn làm xong đề kiểm tra cuối năm môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống đề số 1. Các bạn hãy kiểm tra lại kết quả bài làm của mình. Rồi những bạn nào làm đúng hãy bấm like ở video của thầy. Thân ái chào các em, chúc các em thi tốt.